chuẩn bị trả máy về cho chủ. Mời cả nhà mình nghe tiếng máy sau khi phố đại tu lại nha. Đây anh chủ máy, xem chủ máy của mình nha. Máy là không một tiếng hú gió luôn nha cả nhà. Máy này mình làm full máy lại, thay bộ số, thay bộ nồi luôn. Tại vì bộ số của nó quá bèo rồi, với bộ nồi của nó hú rồi. Phố làm cho nó tròn luôn. Thì phố có báo anh chủ xe rồi. Rồi thì chuẩn bị giao máy nha. Thì cả nhà mình nghe tiếng máy cảm nhận nha. Máy cơ bản cực kỳ chắc nha mọi người. Máy là thì thầm nha mọi người. Rồi, phố cũng gửi lời cảm ơn đến anh chủ máy nha, tin tưởng quý mến gửi xe cho phố, gửi máy cho phố làm nha mọi người. Rồi để phố hạ máy xuống gửi về cho anh chủ nha. Rồi thêm một lần nữa cảm ơn anh chủ nhiều nha. Bye bye nha, bye bye cả nhà nha.